Em cho chó ăn cơm với bí đỏ. Ăn đi lấy sức rồi đi quậy. Anh đi ăn đi rồi mai đi làm gì con ơi? Mai đi phóng sanh một tuần lễ, hồi hướng cho mấy vị hương linh. Đang suy nghĩ mai phóng sanh mấy loài nhỏ nhỏ, còn cá thòi lòi sao đây? Thôi tùy duyên. Những con mà muốn cứu thì Tuyên cũng đã làm clip sắp xong hết rồi. Và video chia sẻ cho ai thì Tuyên cũng đã làm gần tới nơi tới chốn. Cuộc sống của Tuyên ăn rồi đi làm, giải cứu động vật, hỗ trợ duyên cho các vị Bồ Tát, hồi hướng công đức cho quý vị. Sống ngày nào cũng phải làm như vậy. Làm ở đây xong thì đi làm ở nơi khác. Nếu ở đây gặp biến cố, không ở đây được thì đi nơi khác. Cứ như vậy. Hôm nay sau này có thể đi theo được Tuy Un không ta? Cũng khó, hôm nay là một chú chó, nếu mà sống ngoài sông, ngoài biển với Tuy Un hoài thì cũng hơi bị cực. Sợ nó bị viêm phổi luôn. Nó phải tập luyện nhiều. Hôm nay à, cho ăn đồ ăn ngon, không ăn đi ăn đất. Con chịu cực vậy luôn à. Nhà này đang giữ 10 con chó, 11 con chó, nhưng mà chỉ có Honey là nó đi theo Tiêu Ân thôi, thưa quý vị. Đáng lẽ là Tiêu Ân phải có rái cá đi theo cùng mới đúng. Tại ra sông đúng môi trường của nó hơn, còn con chó đâu phải môi trường nó dưới sông, nó thích hợp ở trong rừng hơn. Những con chó còn lại thì Tiêu Ân đã nhìn thấy tương lai của nó rồi. 4 con chó đực, tới mùa giao phối nó có thể loạn lưng với chó cái lớn thì đã bị thiến. Những con chó cái em của nó thì có thể loạn lưng với nhau, rồi nó quýnh lộn với ba nó giành cái hay cái gì đó, rồi mình can ngăn thì nó sẽ cắn mình. Đó, nhìn thấy cái tương lai như thế nên nhốt tụi nó vô trong cái chuồng kia, tập cách ly cho quen dần, dạy cũng không được, không có thời gian để giáo dục, không có thời gian để lúc nào cũng chăm sóc cho cả bầy chó, thời gian phải đi làm giải cứu thiên nhiên động vật. Gia đình thì đã nói rồi, ủng hộ thì ủng hộ, không ủng hộ thì tôi đi nơi khác ở. Tôi đến thế giới này mượn cái thân người này để làm việc phụng sự chúng sanh, giải cứu thiên nhiên động vật, cha mẹ quá khứ đang chịu khổ nạn, và cha mẹ hiện tại thì cứ nghĩ mình là đẻ ra được Tuy Un là tất cả, là có quyền sai khiến này kia và làm theo ý mình, thì những gì đúng thì tôi làm, còn những gì mà không hợp tình hợp lý, không có mang lại lợi ích cho thiên nhiên và động vật thì chắc chắn Tuy Un sẽ không làm. Tuy Un là như thế. Bây giờ tôi đang làm cái clip buổi đêm đi soi cá thòi lòi. Tôi cũng chia sẻ luôn với anh chị điều này luôn đi. Tôi thích chia sẻ. Thật sự là không thích sự nổi tiếng. Tôi chỉ cần sự nổi tiếng khi tôi muốn giúp đỡ. Ví dụ như có nhiều bạn trẻ comment với Tuy Un rằng
khi mà tôi bình luận vô một cái kênh YouTube mà đang làm những hành động gây hại cho giới trẻ đó, khoe của hay là ăn uống này kia đó, một số YouTuber thì cứ khoe của, khoe giàu sang này kia rồi ăn chơi, nhưng mà thật ra họ đang sống nhờ vào những đồng tiền YouTube. Họ khoe đó là để họ kiếm lại được tiền từ YouTube và họ bất chấp làm những cái hành động tiêu cực. Thí dụ như những cái video này, tại sao cái video này thì tôi giới thiệu một nàng tiên cá có được cái bằng cấp 3D giống như Tuyền và đang thành công ở Mỹ. Còn cái video này tại sao có 200 view mà video này nó tới 5.000 view? Bởi vì cái video này tôi bỏ tiền ra quảng cáo Google hướng đến chị Phi Nhung để cho mọi người thấy cái việc phóng sanh, ủng hộ cái phóng sanh, để mọi người phóng sanh rồi cầu nguyện cho chị Phi Nhung. Là trong này tôi giới thiệu nói rõ là nên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu cho chị Phi Nhung ta qua nạn khỏi, đừng niệm A Di Đà Phật để chị bị giảng sanh luôn. Niệm Phật A Di Đà Phật hoài là chị giảng sanh luôn. Rồi tôi hướng bỏ 200.000 đồng ra để tôi chạy cho nó lên 5.000 view như thế này, bởi vì tôi là chuyên gia phát triển YouTube nên những chiêu trò mà làm quảng cáo kiếm tiền của các YouTuber khác tôi rất là rành. Tôi làm YouTube là để tôi giải cứu thiên nhiên động vật, tôi không kiếm sự nổi tiếng. Thí dụ như tôi mà làm vì tiền để kiếm lại được tiền YouTube á, thì đây đây đó là những cái người mà ta bị hướng đến rồi, người ta vô người ta bình luận đầy trong này đây, view nó đó. Thì chủ yếu là chạy để cho chị Phi Nhung được nhiều người ủng hộ phóng sanh hơn cho chị. Còn YouTuber làm nó khoe của tất cả mọi thứ rồi, nó làm tùm lum tùm la ra, ngay cả những người tự cho mình là triệu phú tỷ phú Mỹ rồi đang ở Mỹ mà người Việt Nam á, cũng làm YouTube rồi cũng khoe của, khoe cuộc sống ăn chơi của họ, trong khi người dân mình Việt Nam mình nó nghèo khổ, nó khổ đau. Con nít á, thì bây giờ chỉ biết là có tiền, nhìn vô cái sự giàu sang của người ta mà muốn thèm khát được như vậy, và không có nghĩ đến những cái hậu quả của việc đó sẽ tạo ra cái tương lai như thế nào cho thiên nhiên và động vật, và đẩy cuộc sống của mình đến bế tắc như thế nào. Mấy đứa nhỏ nó không nhìn được như vậy, và bởi vậy đó là lý do tôi sẽ không có khuyên nữa. Nhiều năm trước tôi đã khuyên một số YouTuber cũng làm những cái hành động mà câu view rồi chạy quảng cáo này kia rồi để cho mình nổi tiếng, càng nổi tiếng lên thì họ càng có nhiều tiền, còn tôi càng nổi tiếng lên thì tôi lại càng mất thời gian giải cứu động vật và phải làm nhiều hơn nữa. Và những cái này toàn là giải cứu động vật không thì nó có gì đâu đó, nó không có thu hút người ta bằng. Nhưng mà tôi biết cách thức để làm quảng cáo cho mình nổi tiếng, chứ không phải tôi không biết. Tôi biết bỏ ra một số tiền nhỏ để tôi thu vào một số tiền lớn từ việc chạy quảng cáo bằng những việc làm chân thật này, nhưng tôi không khoe của, khoe khoang khoác lác, cứ sống ảo như vậy. Người ta thích nổi tiếng nhưng mà người ta không có nhìn được cái tài năng của mình là bao nhiêu. Thế nên những cái việc này là việc thiện, thì ai ủng hộ Tiêu nó thì tương lai thoát khỏi biển khổ. Biển khổ trước mắt còn rất là lớn. Còn nếu cứ tiếp cận những cái xấu thì đành chịu vậy. Thế giới này hủy hoại thì thế giới khác lại tạo ra, nhưng mà những người đang tiếp tay cho thế giới này bị hủy hoại thì phải làm côn trùng, làm sâu bọ, làm những loài vật thấp kém ở thế giới khác, chứ không làm được những chúng sanh cao cấp. Đó, được mang thân người là những người rất là may mắn. Thân người là thân cao cấp nhất trong cái thế giới này và có thể tiến hóa được thành thần, thành tiên, thành Phật, nhưng mà không chịu cố gắng tập luyện, không chịu tiếp cận những cái điều hay lẽ phải á, thì để mất cái thân người rồi sẽ không có lại được nữa. Phải mang thân súc sanh nhiều ngàn năm để trả lại những cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Đó. Nên
Có một bạn nhỏ nhắn tin cho Tuyun là tại sao kênh tạo ra từ năm 2014 nhưng mà có 400.000 người đăng ký kênh YouTube này của bắp quá. Tờ kênh này thật sự quá là cùi bắp đúng không? Bởi vì anh không muốn phải nổi tiếng quá. Anh đã có kênh YouTube 32 triệu sub từ năm 2012 và anh cũng bán lấy 2 tỷ đồng để cứu động vật. Và bây giờ anh không bằng những cái YouTuber nút vàng, nút bạc khác ở Việt Nam, nhưng mà thật ra anh đã lấy được nút Ruby luôn rồi. Thì ba cái nút vàng bạc đối với anh còn là cái nghĩa lý gì nữa? Và anh đâu phải có một kênh này, anh còn nhiều kênh. Và anh làm bán kênh YouTube. Bán kênh YouTube. Và cái sự nổi tiếng của những YouTuber Việt Nam như quý anh chị, cô bác và các em nhỏ đã thấy, nhìn rõ ra chỉ là cách họ đang cố gắng để kiếm được tiền từ YouTube thôi. Họ bỏ tiền, họ đầu tư vào YouTube để họ kiếm được tiền nhiều hơn. Còn tôi biết đủ mọi cách nhưng tôi lại không làm. Tôi chỉ làm giải cứu thiên nhiên và động vật thôi. Còn ai muốn mua kênh YouTube chịu sức, tôi bán cho.